Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Emily, mình là học sinh lớp 12 chuyên Anh 2 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ là đến thời điểm hiện tại thì tất cả các bạn học sinh 2K7 đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, vô cùng căng thẳng và quan trọng rồi. Và mọi người cũng đã nhận được những cái kết quả rất là tốt đẹp, xứng đáng với công sức nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Chúc mừng các bạn. Tuy nhiên, khi mới vào cấp 3, một môi trường mới thì chắc chắn mọi người sẽ gặp những điều rất là mới lạ, những câu hỏi thắc mắc về việc chọn ngành, chọn khối, về trường lớp, thầy cô, bạn bè, học tập, thi cử, vân vân, rất nhiều điều mà không một ai nói cho mình biết hết. Vì thế trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc của mọi người về việc học cấp 3, cũng như là đưa ra một số các tips, lời khuyên, phương pháp giúp mình sống sót ở năm cấp 3 và đạt được những thành tích nhất định trong học tập. Tất cả những điều mình chia sẻ trong video sẽ hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân của chính bản thân mình, nên mọi người hãy chọn lọc thông tin và coi như đây là một nguồn để tham khảo nha. Không để mọi người đợi lâu nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên là về việc chọn khối học. Ở cấp 3 thì sẽ có các khối như là khối A, toán lý hóa, khối A1, toán lý Anh, khối B, toán hóa sinh, khối C, văn sử địa và khối D, hay còn gọi là khối D1, bao gồm là toán văn Anh. Về mình thì do mình học chuyên Anh nên trường mình sẽ không phân lớp theo dạng khối, mà sẽ học đều tất cả các môn và sẽ học những cái kiến thức nâng cao mở rộng hơn vào môn tiếng Anh. Chẳng hạn như là tụi mình sẽ học quyển sách giáo khoa tiếng Anh nâng cao này. Và ngoài ra thì số tiết học tiếng Anh một tuần của tụi mình cũng sẽ nhiều hơn, chẳng hạn như là 8 tiếng một tuần. Quay trở lại việc lựa chọn khối học thì lời khuyên ở đây là mọi người nên lựa chọn khối học nào mà nó phù hợp với khả năng, cái điểm mạnh và thế mạnh của mình. Có nghĩa là mình học giỏi những môn nào nhất, mình dễ tiếp thu những môn nào nhất, những môn nào mà mình đạt điểm cao nhất ở trường thì mình sẽ lựa chọn những môn đó làm khối học cho mình. Tránh cái việc là lựa chọn dựa trên đam mê, sở thích của mình. Có nghĩa là mình thích những môn đó thì mình sẽ lựa chọn nó thôi, không có một cái lý do nào khác. Bởi vì dù mình có thích môn đó đi chăng nữa mà mình học yếu, học không tốt hoặc là mất gốc, mất căn bản thì sẽ rất là khó khăn, chật vật, mất rất là nhiều thời gian công sức để mình lấy lại gốc, lấy lại căn bản. So với việc là mình chọn những môn mình giỏi rồi thì mình sẽ tiếp tục học lên những cái nâng cao khó hơn. Tuy nhiên khi đi học ở cấp 3 thì mình nghĩ là mọi người không nên mang một cái tâm lý là mình thiên vị môn nào hơn, mình bỏ bê mặc kệ một môn nào hơn. Chương trình lớp 10 nó cũng sẽ là mở đầu cho toàn bộ các chương trình học trong trung học phổ thông, nên là mọi người hãy cố gắng tạo một cái tâm lý, một cái động lực là mình sẽ học tập tốt tất cả các môn trên trường và đừng chán ghét một môn nào hết. Đừng quên nhấn vào nút đỏ subscribe đăng ký cho kênh YouTube của mình, cũng như là nút chuông kế bên, bởi vì video sắp tới sẽ là các tips giúp bạn phân bố thời gian và phương pháp học giỏi toàn diện tất cả các môn trên trường. Thứ hai sẽ là việc chọn ngành. Thì chắc chắn là các bạn 2K7 bây giờ rất là mất phương hướng, vô định, phân vân lưỡng lự trong việc là không biết mình sẽ chọn ngành gì, không biết là mình sẽ theo ngành gì và ngành gì sẽ phù hợp với mình. Bởi vì cái việc chọn ngành này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc thi đại học cũng như là tương lai sau này của mình luôn. Nói chung là ngay từ thời điểm bây giờ thì các bạn nên cố gắng đọc, tìm hiểu và tham khảo thật là kỹ càng về chi tiết tất cả những ngành nghề nào mà các bạn yêu thích và muốn hướng đến, để mình có thể đưa ra những cái lựa chọn nó chuẩn chỉnh và nó hoàn hảo nhất. Về việc chọn ngành ở năm cấp 3 thì mình có đọc một bộ sách hướng nghiệp này. Đây là quyển Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề. Quyển sách này sẽ phù hợp đối với các bạn học sinh trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 đang bế tắc trong việc chọn ngành nghề. Không biết là mình nên thi ngành gì, học ngành gì, không biết là ngành nghề này có phù hợp đối với bản thân mình không. Bởi vì sách sẽ đưa ra cho mình rất nhiều những cái nghề nghiệp phổ biến có liên quan đến cái ngành nghề mà mình học, giúp cho tụi mình có thể hiểu được nghề đó thì mình sẽ làm gì, tính chất của công việc ra sao, cũng như là những thông tin quan trọng về các trường đại học top đầu có đào tạo về ngành nghề này, để tụi mình có thể nắm bắt điểm số cần đạt để đổ ngay từ nguyện vọng 1 và có một lộ trình ôn thi đại học sớm. Bên cạnh những bài viết về các ngành nghề thì sách cũng sẽ hướng dẫn cho mình khám phá ra màu sắc của bản thân thông qua các bài trắc nghiệm về tính cách, giúp cho mình có thể hiểu được tố chất, sở thích, năng khiếu của bản thân mình sẽ phù hợp và thích hợp với công việc nào. Nên mình nghĩ đây là một quyển sách must have rất cần thiết đối với các bạn học sinh cấp 3, các bạn học sinh trung học phổ thông, để có thể hiểu và lựa chọn đúng ngành nghề nào mà các bạn đang hướng đến. Tránh việc lựa chọn sai thì sẽ mất gấp đôi thời gian công sức để ôn thi lại từ đầu. Và mình cũng sẽ để link quyển sách này dưới khung mô tả cho mọi người tham khảo nha. Thứ ba là mọi người nên tìm hiểu kỹ về ngôi trường mà mình sắp sửa học, cũng như là các câu lạc bộ dự án, hoạt động ngoại khóa. Đầu tiên là tìm hiểu trực tuyến thì mọi người có thể truy cập vào những cái trang điện tử của ngôi trường cấp 3 mà các bạn chuẩn bị theo học, để mình có thể biết thêm những cái thông tin giới thiệu về trường, những cái tin tức hình ảnh về hoạt động của trường. Và nếu như cái trang điện tử của trường cập nhật quá ít thông tin thì các bạn có thể vào cái fanpage của trường trên Facebook để mình có thể biết thêm nhiều điều về thủ tục nhập học, hồ sơ nhập học, cũng như là đồng phục học sinh, hình ảnh của trường, lớp, thầy cô, bạn bè, cũng như là những cái sự kiện hoạt động, những cái thành tích của trường những năm về trước.
Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu trực tiếp là mình đi thẳng đến trường luôn, để mình có thể đi dạo vòng quanh xung quanh trường, tham quan các lớp học, để khi vào cái ngày nhập học á thì mình sẽ tự tin, mình chủ động hơn, mình sẽ không bị hoang mang bỡ ngỡ giống như mình ngày đầu tiên đi học lớp 10 thì mình đã bị lạc trong trường. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ những cái thông tin liên quan đến câu lạc bộ, dự án, hoạt động ngoại khóa, đoàn đội, vân vân. Bởi vì ở cấp trung học phổ thông thì sẽ có rất rất nhiều những cái câu lạc bộ, dự án mới mà ở cấp 2 sẽ không hề có. Ví dụ như ở trường mình thì sẽ có khoảng 24 câu lạc bộ dự án, như là câu lạc bộ báo chí truyền thông, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ tiếng Anh, những cái câu lạc bộ thể thao khác. Tất cả những cái câu lạc bộ dự án này thì thường sẽ hoạt động và tuyển thành viên ngay từ đầu năm học luôn. Nên là ngay từ bây giờ thì mọi người hãy chú ý và tìm kiếm những cái câu lạc bộ nào mà mình muốn tham gia. Và lời khuyên của mình là mọi người hãy nên tham gia ít nhất khoảng từ 1 đến 2 câu lạc bộ. Vì cái việc tham gia câu lạc bộ thì chắc chắn sẽ giúp cho cái đời sống tinh thần của mình thoải mái hơn, mình làm quen được nhiều bạn hơn và mình cũng học được rất là nhiều những cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết. Và điều này thì cực kỳ quan trọng đối với những bạn nào mà có dự định nộp hồ sơ du học nước ngoài hoặc là xin học bổng. Tuy nhiên thì mọi người hãy cố gắng cân bằng giữa việc học tập và vui chơi, tránh tham gia quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của mình. Điều thứ tư là các bạn nên tìm hiểu chương trình mới cũng như là ôn tập lại kiến thức cũ. Theo như tìm hiểu của mình thì Bộ Giáo dục thông báo là các bạn học sinh lớp 10 năm nay sẽ phải học chương trình mới. Có nghĩa là các bạn sẽ được lựa chọn những môn học nào các bạn yêu thích và phù hợp với năng lực của các bạn. Và mình có thể tạm biệt, say no đối với những môn học nào mà nó gây ám ảnh kinh hoàng đối với mình, chẳng hạn như là môn hóa. Tuy nhiên thì chương trình mới này cũng sẽ dễ khiến cho các bạn mới chập chững bước vào cấp 3 rất là bỡ ngỡ, lo lắng và mất phương hướng. Vì thế lời khuyên của mình là mọi người nên tìm hiểu trước chương trình học của lớp 10, đặc biệt là mình có thể xem trước sách giáo khoa, xem trước những cái tài liệu tham khảo có liên quan để mình có thể ngó qua, lướt qua một chút, mình có thể đọc trước một số bài. Có thể khi đọc thì mọi người chưa hiểu hết tất cả, nhưng ít ra thì mình cũng biết được là mình sẽ học những gì và mình sẽ được dạy những gì ở đầu năm học. Và điều này thì cũng sẽ giúp tụi mình nghe giảng tốt hơn, dễ hiểu hơn, bởi vì khi đọc trước thì có gì băn khoăn mình sẽ được hỏi thầy cô và mình sẽ cảm thấy hấp dẫn và dễ hiểu hơn khi mà mình được nghe giảng lại. Đặc biệt là ở cấp 3 thì thầy cô sẽ phát rất rất là nhiều những cái tài liệu đề cương trên giấy. Và có những môn là tụi mình sẽ học toàn bộ trên đề cương, tài liệu mà thầy cô phát thay vì học trên sách giáo khoa. Nên là mọi người hãy mua và chuẩn bị trước tất cả những cái bìa hồ sơ, bìa giấy, bìa còng, bìa tài liệu vân vân, để mình có thể phân chia môn học và dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên ngoài học trước và xem trước chương trình của năm lớp 10 thì các bạn cũng nên học lại, ôn tập lại, xem lại những cái kiến thức của năm cấp 2. Rất có thể là những cái ngày nghỉ ngơi sẽ hơi sau khi thi vào lớp 10 xong thì sẽ dễ khiến cho những cái kiến thức năm cấp 2 của tụi mình bị rơi vãi đi rất là nhiều. Nên tụi mình sẽ gặp những cái khó khăn nhất định khi mới quay trở lại năm học. Nên là mọi người hãy cố gắng mở tập mở vở ra, xem lại, coi lại, liếc sơ qua lại tất cả những bài học của năm cấp 2, những cái công thức định lý vân vân, để tránh cái việc là mình sẽ bị điểm thấp khi mới vào năm học. Giống như mình thì mình đã từng bị 6 điểm môn hóa và kiểm tra 15 phút đầu tiên của năm lớp 10. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Chỉ vì là mình không xem lại công thức cũ của năm lớp 9. Thứ năm là về những cái áp lực trong học tập thi cử của năm cấp 3, cũng như là mình sẽ đưa ra một số các tips, mẹo và lời khuyên giúp các bạn có thể học tốt ở những năm trung học phổ thông này. Thực tế là bất kỳ bạn nào, kể cả mình, khi mới bước vào cấp 3 thì sẽ rất là bỡ ngỡ, bởi vì chương trình học ở cấp 3 thì nó sẽ khác xa hoàn toàn so với chương trình ở trung học cấp 2. Thậm chí là ở năm lớp 10 thì mình đã từng stress đến mức mà mình vừa ngủ vừa khóc thầm ướt hết gối luôn, bởi vì mình cảm thấy bản thân mình dở, mình tệ. Hoặc là đến những ngày gần thi đi, một ngày đi học có 8 tiết thì tụi mình sẽ kiểm tra hết 7 tiết luôn để thầy cô có thể nhập đủ cục điểm và báo về cho phụ huynh. Hoặc là có những tuần đi học 5 ngày thì tụi mình sẽ kiểm tra hết 4 ngày, rất là khủng khiếp luôn. Đây là cái việc mà thức dậy lúc 4-5 giờ sáng để học bài và thức thâu đêm đến 2-3 giờ sáng là chuyện hoàn toàn bình thường, nếu như mà mình không xem lại bài ngay sau buổi học, hoặc là mình đợi nước đến chân mới nhảy. Vì thế là khuyên ở đây là mọi người nên cố gắng ôn tập lại bài, làm lại những cái bài tập trên lớp ngay sau buổi học, để đến ngày thi thì mình cũng đã có một cái lượng kiến thức nhất định rồi, mình chỉ cần ôn tập sơ sơ lại là mình đã thuộc đã nhớ. Chứ đợi đến gần ngày thi mà mình mới bắt đầu lôi tập lôi vở ra để lấy lại gốc thì nó cực kỳ đáng sợ luôn. Mình nhớ là đến ngày thi học kỳ 2 lớp 11 vừa rồi á thì các bạn trong lớp mình đã tạo rất nhiều những cái đề thi bộ câu hỏi trên Quizlet và mọi người sẽ chia sẻ cho nhau trong cái group học tập để tất cả các bạn đều có thể vào được cái bộ câu hỏi đó để ôn tập và học bài, thì mình thấy đây cũng là một cách học rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì mọi người hãy cứ bình tĩnh, kiến thức cấp 3 khó, mình khẳng định.
Tuy nhiên thì nó không phải là quá đáng sợ, quá khủng khiếp hoặc là ác mộng đối với tụi mình. Mọi người hoàn toàn có thể đạt được điểm trung bình cao, điểm GPA cao ở trường lớp, đạt được những thành tích tốt cũng như là được học sinh giỏi như năm cấp 2, miễn là mình phải cố gắng và nỗ lực thật sự. Ví dụ như năm cấp 2 mình học 70-80% đi ha, thì lên cấp 3 mình chắc chắn phải học 90-100% hoặc thậm chí là 200%. Trên lớp thì mọi người hãy cố gắng là nghe thầy cô giảng bài ở mức tối đa nhất, và lỡ như có môn nào mất gốc thì về hãy cố gắng xem lại những cái video bài giảng trên mạng hoặc là trên YouTube của các thầy cô khác. Về việc ghi chép ở năm cấp 3 thì ngoại trừ một số thầy cô có kiểm tập và kiểm vở thì hầu như các thầy cô sẽ ưu tiên việc là mọi người ghi chép một cách nhanh, gọn và đầy đủ nhất. Nên là khi học bài thì có bất kỳ một cái kiến thức nào mà nó mới lạ và khó hiểu đối với các bạn á, thì các bạn hãy cố gắng ghi chú và chép thật nhanh xuống bất kỳ một vị trí nào trong tập, trong vở, trong sách giáo khoa của các bạn, để về nhà thì mình có thể mở ra, mình nghiên cứu và mình xem lại. Về việc có rất nhiều bạn hỏi mình là ở năm cấp 3 thì có nên đi học thêm không, thì mình thấy việc học thêm là hoàn toàn bình thường. Đối với môn nào mà các bạn có thể tự học được thì các bạn có thể tự học ở nhà để mình có thể tiết kiệm chi phí, thời gian ba mẹ đưa đón. Còn môn nào mà nó quá khó đối với mình không thể tự học, tự tiếp thu kiến thức, cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, cần tài liệu của thầy cô đưa cho mình, thì mình có thể chọn lọc và tìm những lớp học thêm phù hợp, chất lượng với mình. Đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn 2K7 và giúp cho các bạn biết thêm nhiều những cái thông tin hay ho, bổ ích để chuẩn bị thật tốt cho những năm học cấp 3 sắp tới. Mình hy vọng là các bạn sẽ có những năm học cấp 3 thật là bùng cháy, rực rỡ và tuyệt vời nhất nha. Nếu có thêm bất kỳ một câu hỏi thắc mắc nào thì các bạn đừng quên comment xuống phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Và nếu như thích video này thì đừng quên like, chia sẻ với bạn bè người thân và subscribe đăng ký cho kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những nội dung về học tập sắp tới của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.